sao cái này lắc nữa kìa. Bây giờ bắt đầu với cái này. Yeah. Bên được rồi. Cái kia sau đi. Chú ý đi, anh làm đây được rồi, một mình cũng ok, không sao. Chú ý muốn xuống không? À. Ok, hai bên luôn á.
nhiều thời gian mà. Hay dễ hơn. Phủ lấy cái này xuống.